À, thì nó là sổ ít trang tính này là thiết kế của ông à. Xài đi. Thiết kế đấy à? Và đây là xương, bộ xương người mọi người nhé, xương người nó bốc lên rồi, mình không ghi hình được cái đoạn mà bốc từ dưới lên. Đấy, đây là bộ xương người anh em rửa sạch rồi, giờ đang hun thế này để cho nó khô xong rồi xếp vào. Nhưng mà thằng này, cái này phải cơ ta khiếp rồi, khiếp hết rồi mày. Thì cái anh em đang đào chỗ. Mua từ chỗ này đi. Nhưng mà mình phải bà cái này hơn là dạ tiên. À, lật với lật tẹo đấy. Lật 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 mình lấy hẳn đấy. Lật lật cả tinh ấy. Anh em đang đào chỗ. Kia bên này phải phá mình thì nó sôi hô lại đây vô kín luôn.
Anh em đang làm chỗ để chiều đặt lại mọi người nhé. Đây là cảnh của anh em dân tộc Nùng bốc mộ người Âm, giờ thì đang hong khô kìa. Thần mộ không à, ni hẹp ni bàn này cái sơn ni cái ni dù cho cái con kế mình lái mình lấy về chập khi cá được vây mình cao báo mà cái bàn thì mình rất xịn, nó có khí xịn mừng thế cái này leo một chiêu mừng là thải nó cái đứa này đi. Đấy, anh em cho vào xây rồi. Vào việc anh em xuống vào việc anh em ơi. Xuống. Bình tĩnh à? Ngắm xong đặt phát ăn ngay. Được rồi, ăn rồi, phải sang bên này một tí nữa. Thằng cháu khỏe xuống đây làm cái này.
Sao chưa? Vừa đá xong xóa rồi, chúng em đây à? Tao xuống đi lao động một tí đi. Để sau này, để đi xuống này, mình ra bắt xuống cái này. Tí. Bạn kéo đầu này về đây, một tí bên đây. Tí ghi cái chữ về ở chỗ đằng sau Khánh Thành ngày bao nhiêu để con cháu nó nhớ. Tí viết chữ vào cái chỗ bê tông này, viết về số ấy, ngày hôm nay này. Còn đánh cái gì nữa? Có bia trong này hết rồi đây. Bia cái ngày xây mình cái này. Cái ngày xây của mình cái này chứ không phải là cái ngày của ông. Hả? Chúng nó lấy về rồi. Nó cái nước bẩn mình cũng thấy thôi. Thầy cúng. Bọn chúng nó đéo biết thầy cúng nhá. Mình về có báo xe tăng bảo Khánh à. Nám nào nám bánh Hàn ấy, phải lấy cái xe vào cầu lên. Bọt lắm. Bọt nước.